Từ nay em không ăn xôi nữa đâu. Anh không dạy nấu đồ ăn sáng được cho em thì thôi, em nhịn. Nhưng đêm qua anh đi làm về muộn, sáng nay dậy anh hơi mệt. Không cần biết, bảo anh giặt cho em mấy cái váy để nay em mặc đi làm, mà không quên. Cuối tuần về quê tôi chơi thì nhớ mua mấy thứ quà đắt tiền, sang xa lên một tí, đừng có để tôi mất mặt. Anh nghe đây. Sao cơ? Chuyển khoản cho em 5 triệu ngay bây giờ á? Đúng rồi, hãng mỹ phẩm em thích vừa ra bộ sản phẩm mới đấy. Để mấy hôm nữa anh đưa em đi mua được không? Mấy hôm nữa thì còn gì là mốt nữa. Em không chịu đâu. Nhưng anh đang gặp chút vấn đề về tiền bạc. Đồ kém cỏi. Anh không lo được cho tôi thì chia tay đi. Có chuyện gì đấy nè? Anh có thể cho em ứng trước tiền lương tháng này được không ạ? Không được. Nhưng thật sự em đang có chuyện rất gấp, anh có thể giúp em được không? Anh không ứng cho em hay là đang giúp em đó? Nam ạ, đàn ông chúng ta trên con đường xây dựng sự nghiệp, ai cũng cần có một trái tim để sưởi ấm. Thế nhưng, người đàn bà em yêu đó có xứng đáng để em yêu không? Tình yêu là gì? Là sự hạnh phúc, là chia sẻ, là sự quan tâm. Nếu như người con gái đó em yêu không mang lại những thứ đó cho em thì đó không phải là tình yêu đâu. Nhớ đấy. Ơ sếp ạ, sao anh lại lên đây này? Lại còn ăn mặc áo công nhân nữa. Hôm nay anh muốn ăn cơm trưa cùng nhân viên nên là anh mặc như này. Thế anh cần em gọi suất khác không ạ? Thôi không sao đâu, em cứ lấy cho anh mọi người ăn như nào lấy cho như vậy. Thế của anh ạ. Ok. Chúc anh ăn ngon miệng. Cảm ơn em nhé. Anh ơi, anh cho em xin thêm một suất cơm nữa được không ạ? Không được đâu em ạ. Theo quy định của công ty mỗi người chỉ được một phần thôi ạ. Vậy để em đi xin mọi người. Công việc vất vả quá hay sao mà ăn một suất cơm không no vậy? Anh thấy em đi xin cơm khắp nơi. Hay là đây, suất cơm của anh đây. Em ăn nốt cho anh suất cơm này. Tại vì anh có cuộc họp chiều nay nên là ăn không kịp. Em cảm ơn anh. Công việc của em thì vẫn ổn, không có vấn đề gì đâu ạ. Chỉ là em muốn ăn nhiều để cho thật béo. Anh thấy con gái mà ăn nhiều rất dễ béo. Em sao đấy? Sao vậy? Em muốn ăn thật nhiều để lo cho con em. Nó sắp ghép tủy mà bác sĩ bảo là em yếu quá, không ghép được cho nó. Ra là vậy. Thế con em nó nằm viện nào? Con em đang nằm ở viện này, em đang chạy tiền để lo cho nó. Thôi, ăn đi, rồi việc đâu mình tính tiếp nhé. Nam à, em chú ý cho anh trường hợp của cô Tường nhé. Với xem công ty có việc gì nhẹ nhàng thì cho cô ấy làm và hỗ trợ thêm tiền viện phí cho con cô ấy nữa nhé. Ok, thế mọi việc cứ làm như vậy nhé. Ok. Buổi ký kết ngày hôm nay rất quan trọng. Thế nên là nếu mà chúng ta ký kết thành công thì có thể cứu cả công ty qua giai đoạn khó khăn này. Cho nên tôi rất tin tưởng cậu. Phải làm thật tốt đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Cô gì ơi? Cô sao không? Kìa sếp ơi, mình sắp ký hợp đồng rồi. Động vào gái đẻ là đen lắm. Lại có sắp đồ đen gì? Thôi giúp người ta đi. Cô làm sao? Hợp đồng 1 tỷ đấy. Anh không muốn cứu công ty mình à? Em cũng không muốn thất nghiệp đâu. Sao anh nói nhiều nhở? Giúp tôi một tay xem nào. Tôi đau quá. Anh làm ơn làm phước, cứu hai mẹ con tôi với. Xem rồi. Giúp tôi một tay đưa cô ấy lên. Nhưng bây giờ mà đưa cô này đến viện thì muộn giờ ký hợp đồng mất sếp ạ. Ủi nhanh thì vẫn còn kịp. Đưa người ta đi viện đi. Chào anh. Chào em. Trộm vía. Cháu bé kháu khỉnh quá. Cũng nhờ anh cả đấy ạ. Nếu hôm đấy không có anh giúp, không biết bây giờ mẹ con em thế nào nữa. Hôm nay tiện đưa con bé đi tiêm phòng nên là em tạt qua đây thăm anh luôn. Cũng không có gì đâu em ạ.
cứu một người hơn xây 7 tòa tháp mà. Hôm đưa mẹ con em xong thì anh về vẫn ký hợp đồng rất là suôn sẻ. Sau này khỏe lại nếu mà rảnh thì qua công ty anh làm việc. Vâng, em cảm ơn anh. Em chào sếp ạ. Em chào sếp ạ. Chào em. Thì bên trưởng phòng cũng phổ biến qua với các em rồi. Sắp tới là công ty mình tổ chức sinh nhật thì anh có một phần quà nho nhỏ, đó là 3 chiếc phong bì. Thì trong 3 chiếc phong bì đây có một chiếc phong bì là có 3 tháng lương. Trong số 3 chiếc phong bì này thì ai là người may mắn, ai em bốc đi. Cậu cấp dưới để tôi bốc trước. Em cảm ơn sếp ạ. Em cảm ơn sếp ạ. Ôi sếp ơi, em bốc được 3 tháng lương này. Vậy thôi, chúc mừng cậu nhé. Cậu lên kế toán, lên làm việc tiền nhé. Vâng vâng, em cảm ơn sếp ạ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con sắp gom đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ rồi. Gia đình Lâm đang rất khó khăn. Mà Lâm thì là một người rất là tự trọng. Nên anh phải nghĩ ra cách này để giúp đỡ cậu ấy. Nên anh mong hết sức hợp tác với anh. Vâng ạ, vậy em sẽ bốc chiếc phong bì ngoài cùng đúng không anh? Ừ, trong 3 chiếc phong bì thì cái nào cũng có 3 tháng lương hết. Anh làm cách đó để cho Lâm ghi nhận khỏi thủ tục. Dạ, em nhớ rồi ạ.